Thưa quý vị, nhiều năm nay, ông Nguyễn Đình Phùng, 80 tuổi, thương binh hạng 2/4 ở thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam, đều tự nguyện bỏ kinh phí để xây những cầu dân sinh trên những vùng quê nghèo khó. Cho đến nay thì tổng cộng 28 cây cầu dân sinh trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được đưa vào lưu thông, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn. Ông là tấm gương người lính tàn nhưng không phế, vẫn không ngừng cống hiến cho quê hương đất nước. Từng là lính đặc công, vào sinh ra tử trong những năm chống Mỹ và trở về quê hương với thương tật 2/4. Nay người thương binh Nguyễn Đình Phùng vẫn tiếp tục sứ mệnh vì nước, vì dân theo cách riêng của mình. Đó là rong ruổi về các vùng quê, thấy nơi nào đi lại khó khăn thì tự bỏ tiền xây cầu dân sinh phục vụ nhân dân. Xuất phát từ cái lòng thương thôi. Mình là lương hướng thì có đủ ăn, ngoài ra thì còn làm từ thiện. Chứ con nghĩ là tiền nam nghĩ làm chi, chết có mong theo được đâu. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, từ năm 2016 đến nay, ông Phùng đã xây 28 cây cầu tại các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Mỗi cây cầu có giá trị trung bình 60 triệu đồng. Nhưng với người dân những vùng này, giá trị và ý nghĩa của công trình này lớn hơn rất nhiều. Nguồn ngân sách để đầu tư cho xây dựng cơ bản nó cũng còn hạn chế. Do đó là chúng tôi rất cần những cái tấm lòng, những cái người như chú Phùng để cùng đồng hành với địa phương trong việc là hỗ trợ bà con để có được cái hạ tầng phục vụ đi lại và sản xuất tốt hơn. Mỗi khi thấy nơi nào bà con gặp cảnh đi lại khó khăn, những cây cầu tạm nguy hiểm, ông Phùng lại chủ động đặt vấn đề với địa phương, rồi bàn phương án thiết kế, giám sát xây dựng cho đến khi hoàn thành. Không bao giờ nói đến cái khó, bởi vì anh xác định là làm càng sớm càng tốt cho người dân. Bản chất của người lính anh cũng thể hiện rất là rõ, khi anh phát hiện công trình, rồi anh đặt vấn đề với người dân, rồi anh thể hiện trên một cái việc làm cụ thể trong cái cách xây dựng công trình và quản lý công trình. Tất cả các cây cầu đều được đặt tên là Phùng Hiệp, theo tên ông và người bạn đã khuất cùng chung ý tưởng xây cầu cho dân. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn giữ tâm niệm tới cuối đời sẽ hoàn thành 50 cây cầu dân sinh. Lúc mà ông còn khỏe, thì ông nói thì anh Phùng ơi, anh cố gắng làm cho đủ 50 cái cầu rồi anh chết cũng được nghe. Thì tôi cũng thường nói với con, với đồng đội, đồng chí của mình nữa, thì cố gắng làm cái gì mà có ý nghĩa nhất cho cuộc sống, cho xã hội. Ông Phùng cũng như bao người đồng đội cùng thời, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, họ vẫn không ngừng tận tâm, tận lực góp phần xây dựng quê hương đất nước.